Vong là loại cây dại, thường mọc nhiều ở rặng rào, ven đường hoặc vùng đồi núi. Lá vong có vị ngọt mát, giúp mang lại giấc ngủ ngon và thường có mặt trong bữa cơm của các gia đình ở quê. Để có được những món ăn ngon từ lá vong, cần chọn những chiếc lá vong tươi non, không bị sâu, rửa sạch, để ráo. Từ lá vong có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, đơn giản nhất là lá vong luộc, chấm với nước kho cá, ăn với cơm nóng. Cầu kỳ hơn, lá vong có thể nấu canh với thịt bò, thịt lợn thăn, nhưng ngon nhất là nấu canh với tôm trà. Thưa quý vị và các bạn, thì sau đây tôi xin giới thiệu món đặc trưng của vùng quê Việt Nam, món tôm trà lá vong. Tôm trà lá vong thì thường là hầu hết là những cái món ăn là đặc sản của vùng quê ở Việt Nam chúng ta. Thì nguyên liệu thì gồm có tôm trà thì thường là sống ở các sông. Thì trước tiên chúng ta chọn nguyên liệu thì chọn con tôm nó sẽ mẩy và nó lắm càng và sẽ nhiều râu và đuôi nó sẽ dài ra. Thì tại sao lại chọn như vậy? Vì tất cả những cái con như vậy, đặc thù như vậy thì nó sẽ cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta. Cách chọn thực phẩm, muốn các bạn và quý vị muốn chọn thực phẩm ngon thì trước tiên các bạn phải chọn những miếng thực phẩm mà trước tiên là phải tươi, là tôm vẫn còn sống. Thì tôm sống thì tất nhiên là nó sẽ ngon và nhiều chất dinh dưỡng. Và nguyên liệu món tôm trà lá vong thì tôi cũng nói qua về một cái tôm. Thì thứ hai là lá vong, tôi nói về cái lá vong là rất nhiều ở các vùng quê của Việt Nam. Thì lá vong, trước tiên các bạn chọn lá vong thì các bạn phải chọn lá bánh tẻ, không già và không non. Thì đấy là một cái nguyên liệu để chúng ta nấu món tôm trà lá vong để cho nó ngon và hiệu quả. Thì cách làm món tôm trà lá vong thì sau đây tôi cũng nói sơ qua cho quý vị và các bạn món tôm trà lá vong. Thì trước tiên chúng ta sẽ sơ chế con tôm ra. Là các bạn cầm con tôm, các bạn sẽ lột cái mình của nó, các bạn bỏ ra một cái đĩa. Còn đầu và tất cả những cái vỏ thì các bạn sẽ gộp vào một cái đĩa. Khi mà chúng ta sẽ lột con tôm như vậy thì trước tiên cái vỏ và cái càng và cái đuôi của con tôm thì các bạn sẽ cho vào, các bạn sẽ xay hoặc các bạn dã khi nào nó nát. Khi nó nát rồi thì các bạn cho một lượng nước vừa đủ và các bạn lọc xong là cái bã thì các bạn và quý vị có thể bỏ ra ngoài. Còn cái nước thì chúng ta sẽ cho lên bếp chúng ta đun. Mà khi quá trình đun thì các bạn cứ cho nhỏ lửa để cho những cái gạch của con tôm nó nổi lên trên mặt. Mà khi mà nổi lên trên mặt thì chúng ta sẽ bỏ cái nước ấy ra ngoài. Khi bỏ cái nước ấy ra ngoài thì các bạn sẽ nêm gia vị. Bắt đầu bước nêm gia vị thì các bạn sẽ nêm gia vị là cho một chút muối hạt và tí một chút nước gừng và một chút nước mắm này. Riêng mì chính thì các bạn sẽ cho một số lượng rất nhỏ. Vì tại sao? Vì là tất cả những cái chất ngọt của đầu tôm và cái vỏ tôm thì chúng ta sẽ đã lọc, qua quá trình lọc thì chúng ta sẽ có ở trong nước rồi, thì các bạn sẽ mình chính xác các bạn sẽ giảm đi vì nó đã có nước ngọt rồi. Còn cái lá vong thì các bạn, khi các bạn chọn được lá vong bánh tẻ thì các bạn sẽ thái sợi nhỏ ra. Khi sẽ thái sợi nhỏ thì các bạn sẽ bỏ ra một cái đĩa. Xong bước tiếp theo là cái mình của con tôm thì các bạn sẽ đập dập. Các bạn lưu ý là các bạn đập dập không được nát. Khi đập rồi thì chúng ta sẽ cho vào chảo xào. Thì trong quá trình xào thì chúng ta sẽ cho một chút dầu. Các bạn và quý vị nhớ là chúng ta sẽ chỉ cho một chút dầu để cho dính chảo và cho thêm một chút hành. Khi hành thơm lên, khi hành thơm thì chúng ta sẽ cho tôm và chúng ta xào. Chúng ta xào là chúng ta bỏ luôn vào nồi nước chúng ta vừa nêm xong. Còn lá vong thì các bạn sẽ thái sợi. Như tôi vừa nói ở trên thì các bạn sẽ thái sợi xong các bạn sẽ ngâm nước một chút. Là các bạn sẽ vò qua xong các bạn vắt khô nước. Khi vắt khô nước thì các bạn sẽ cũng bật nóng
dầu lên một chút dầu, các bạn xào xào qua lên một chút, xong các bạn đổ cùng vào tôm, cái tôm mình tôm các bạn vừa xào xong đổ cùng vào cùng với nước. Khi khi cho vào trong cái nồi nước đang sôi thì các bạn sẽ cho nhỏ lửa dần dần nhỏ nhỏ, là các bạn sẽ vớt những cái bọt bẩn của cái nước tôm nó ra. Khi mà bọt bẩn xong rồi thì các bạn sẽ nêm lại, nếu cảm thấy nó vừa miệng thì các bạn sẽ bắc ra và là cho ra bát là ăn nóng luôn. Quá trình chế biến món này thì khi mà các bạn cho cùng tôm và cùng lá vông vào trong cái chảo nước mà chúng ta gạch chúng ta vừa chưng xong, thì các bạn quý vị và các bạn lưu ý là không được to lửa quá. Vì tại sao? Vì to lửa quá là nó sẽ chất dinh dưỡng nó sẽ giảm đi và những cái gạch của những con tôm mình lọc ra là nó sẽ tan hết, thì lúc đấy là nhìn món ăn nó sẽ không được hấp dẫn lắm. Không chỉ là món ăn ngon, canh lá vông nấu với tôm trà còn có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Bởi theo đông y, lá vông có vị đắng nhạt, hơi chát, tính bình, có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, làm an thần, gây ngủ, hạ nhiệt, hạ huyết áp, co bóp các cơ, sát trùng, tiêu tích, trừ phong thấp. Đặc biệt, lá vông còn là một vị thuốc chữa mất ngủ và an thần tốt. Chính vì thế, từ lâu, lá vông được nhân dân nhiều địa phương dùng làm thuốc an thần, chống lo âu, phiền muộn, nhức đầu, chóng mặt. Còn theo các nghiên cứu dược lý, lá vông có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, làm yên tĩnh, gây ngủ, hạ huyết áp mà không có hiện tượng ngộ độc. Trong lá và hoa có một alkaloid là erythrin. Chất này có tác dụng làm an thần, giảm sự kích thích tới hệ thần kinh trung ương, từ đó giúp người sử dụng cảm thấy thư thái và thoải mái hơn. Lá vông ở đây thì nó lại tốt ở khía cạnh là đây là một cái lá mà rất là giàu gọi là yếu tố chống oxy hóa. Thì yếu tố chống oxy hóa ở đây thì nó có nhiều khía cạnh, nhất là nó có tác dụng ở đây gọi là bất hoạt các cái gốc tự do trong cơ thể để làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Ngoài ra trong lá vông thì cũng có tính chất an thần, cho nên là hay được nấu ăn cho những người mà hay mất ngủ, nhất là những người thần kinh suy nhược hay phụ nữ sau sinh mà lại cũng suy nhược, ít ngủ, kém ngủ, thì người ta ăn cái món canh đầu lá vông thì chúng ta sẽ có cái ngủ tốt hơn. Ngoài ra thì người ta cũng, các cái nghiên cứu, các nước người ta cũng nghiên cứu rất nhiều, ví dụ như Nhật Bản, Ấn Độ hay Singapore ấy, thì người ta cũng nghiên cứu là thành phần trong cái lá vông nó còn có cái yếu tố là bất hoạt các cái vi khuẩn gây bệnh. Như vậy thì nó cũng giúp cho giảm cái tình trạng rối loạn tiêu hóa và giúp tăng cường cái miễn dịch cho cơ thể. Bên cạnh lá vông, nguyên liệu chính để làm nên món ăn này còn có tôm trà. Tôm trà hay còn gọi là tôm sông vốn là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và cũng đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Về thành phần dinh dưỡng, trong 100g tôm trà tươi có 76,9g nước, 18,4g protein, 1,8g lipid, 1.120mg canxi, 150mg phốt pho. Như vậy, tôm trà là thực phẩm giàu protein ngang với thịt bò và thịt lợn nạc. Protein của tôm trà là loại protein quý, có đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể như lysin, methionine, tryptophan. Tôm trà cũng giàu các axit amin thiết yếu, bao gồm cả taurin, giúp trẻ dễ hấp thu. Bên cạnh đó, tôm trà còn chứa nhiều vitamin, trong đó vitamin A và D là những chất quan trọng cho xương của trẻ, tăng cường hỗ trợ hệ tiêu hóa và chức năng ruột. Dân gian thì hay là món ăn truyền thống Việt Nam thì có món gọi là tôm nấu với canh
nấu canh với lại lá vông. Thì đây là một món ăn mà cũng rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Thì trước hết chúng ta thấy rằng tôm sông có thể làm sạch, bỏ vỏ, xong đó thì ướp gia vị, sau đó thì xào chín, rồi cho nước đun sôi và chúng ta nấu canh chua, nấu canh, sau đó thì thả lá vông và thành cái món canh vông với tôm cũng rất là ngon. Thế thì tôm ở đây chúng ta thấy giá trị dinh dưỡng thì trước hết thì món canh tôm vông thì nó sẽ được cung cấp, thứ nhất là giá trị dinh dưỡng của con tôm. Chúng ta biết rằng tôm thì giá trị dinh dưỡng là cung cấp chất đạm và cung cấp một phần chất béo, ngoài ra các cái khoáng chất như là canxi, như là sắt, kẽm, rồi các vitamin nói chung ở tôm cũng rất là đầy đủ. Thì như vậy thì đây là món ăn bổ dưỡng mà cung cấp cho chúng ta gọi là chất đạm cho cơ thể để mà giúp xây dựng cơ thể hay là giúp tăng cường các cái quá trình miễn dịch trong cơ thể cũng đầy đủ, phải có đầy đủ đạm. Tuy là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là có tác dụng an thần, chữa mất ngủ. Nhưng khi sử dụng các món ăn từ lá vông cũng cần có những lưu ý riêng. Lá vông thì bà con nông dân cũng rất là có kinh nghiệm để mà lựa chọn, vì đây nó cũng là cái cây thường nó họ trồng ở bờ rào hoặc trồng trong vườn và nó cũng là cây cao ạ. Thì khi thu hoạch hoặc là khi hái để sử dụng thì chỉ có bà con là chú ý là chúng ta không hái nhầm các cái lá khác, có thể nó lại gây tác dụng xấu cho cơ thể thì không tốt.